Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và 19 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gần 80 năm qua xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với truyền thống anh hùng, lực lượng Công an Nhân dân đã viết tiếp các trang sử vẻ vang của mình. Từ những vùng hẻo lánh xa xôi, nơi bị thiên tai thì các cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân luôn có mặt kịp thời, đi giúp dân, làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong cơn lũ dữ, những hình ảnh đầy xúc động được người dân ghi lại. Từ Hà Giang, Quảng Nam, Sơn La, các chiến sĩ công an tại nhiều địa phương không quản ngại nguy hiểm. Họ chỉ có một mệnh lệnh duy nhất từ trái tim mình. Lúc bơi ra cứu người, anh Chiến còn nói là: "Mẹ đừng có sợ, có con cứu con trai của mẹ rồi." Trong tình huống đấy thì cũng chẳng nghĩ gì đâu. Thì thấy người dân gặp nạn thì mình là lực lượng trực tiếp ở địa phương chạy xuống vị trí là dòng nước đấy, chảy xiết nhất. Công an tìm đến dân, gần dân, hiểu dân. Lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Với phương châm đó, lực lượng công an ở nhiều địa bàn trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Những buổi tuần tra trong đêm của Trung tá Hải và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở diễn ra mỗi ngày. Bản đồng bào dân tộc Mông, xa và khó khăn nhất của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, từng là điểm nóng nhất trong xã về tình hình mua bán và sử dụng ma túy. Anh cùng trưởng bản đến từng gia đình giải thích, vận động bà con. Lắng nghe các ý kiến của các đồng chí công an đến để truyền đạt những cái tác hại về ma túy, những cái khó khăn cuộc sống của bà con. Thế thì lúc đó thì bà con mới hiểu dần. Hàng trăm hecta diện tích trái cây đang vào vụ thu hoạch. Đồng bào các dân tộc yên tâm cùng nhau làm ăn kinh tế. Thu nhập trung bình mỗi tháng 7 đến 8 triệu đồng. 3 năm trở lại đây, nhờ hệ thống camera an ninh tự quản, cùng với việc lực lượng công an cơ sở thường xuyên xuống nắm địa bàn, tình hình an ninh trật tự ngày càng đảm bảo. Tối có người ngủ đâu, không mất, không vấn đề gì. Cảm giác yên tâm, bình yên. Rất bình yên. Để có cuộc sống bình yên đó là ngày đêm có những bước chân lặng lẽ. Cũng tại nơi đây đã có những chiến sĩ công an ngã xuống khi đấu tranh với tội phạm ma túy. Máu đào của các anh đổ xuống vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang, xây đắp và củng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân. Bàn chân lặng. Vâng, thưa quý vị, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Lực lượng công an nhân dân đã và đang luyện rèn và trưởng thành từ những cam go thử thách như thế. Trên hết là niềm tự hào bảo vệ, giữ gìn an ninh cho xã hội, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mọi cán bộ, chiến sĩ.